Cảnh sát phá kính khống chế tài xế có cồn. Cảnh sát phá kính khống chế tài xế xe bán tải khi anh này liên tục húc vào ô tô chuyên dụng, cố thủ không chịu đo nồng độ cồn. Khoảng 20 giờ ngày 31 tháng 12, khi kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hoàng Hoa Thám thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Giang đã ra tín hiệu dừng ô tô bán tải biển Hà Nội. Tài xế không dừng mà quay đầu bỏ chạy, buộc cảnh sát phải dùng xe chuyên dụng chặn đầu. Xe bán tải sau đó đã đâm nhiều lần vào xe chuyên dụng và tìm cách lùi để thoát ra ngoài, dù nhóm cảnh sát đứng hai bên và đuôi xe. Chiếc xe chỉ dừng lại khi cảnh sát huy động một xe tải khóa đuôi. Tài xế cố thủ trong xe, không xuất trình giấy tờ. Cảnh sát sau đó đã phá kính chắn gió bên ghế lái để mở cửa và khống chế tài xế. Do nồng độ cồn cho kết quả 0,595mg trên một lít khí thở, người này tên Nguyễn Thanh Tâm, 39 tuổi, thường trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngoài bị xử lý vi phạm về nồng độ cồn, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Tâm về hành vi chống người thi hành công vụ theo điều 330 Bộ luật hình sự. Theo nghị định 123 năm 2021, mức khung xử phạt cao nhất với tài xế có nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc là 0,4 mg trên 1 lít khí thở là 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.